Chào mừng các bạn trở lại kênh của Mạnh Cường ạ. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách đổi mật khẩu két sắt hòa phát KS50 điện tử ạ. Trên tay tôi là hai thùng chìa khóa đây ạ. Các bạn tra chìa khóa chính vào ổ khóa tổng ạ. Sau đó là ta sẽ nhập chính áp vào cái của nhà máy là 1234 các bạn nhé. 1234 các bạn mong chúng ta ạ. Mà nên khi ông bần thì ta xoay chìa khóa sang tay phải, mở két ra. Bên trong két là một phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng bảo hành 35 các bạn nhé. Đây là một ngăn là bên kéo bên trên ạ, để được các nữ trang hoặc vật dụng cần thiết ạ. Két được làm hình tam cấp ạ. Đây ạ, chống cháy, chống lửa lao vào được bên trong. Sơn bên trong bên ngoài là sơn tĩnh điện alo ạ. Giữa két là thân két là ở giữa là bộ chống cháy. Cánh cửa đúc đậm bao gồm có hai chốt âm ạ. Và hai chốt động bên ngoài đây các bạn nhé. Đây là hai chốt động ạ. Để đổi mật khẩu chúng ta làm như sau. Đây ạ, có một lỗ ở sau cánh cửa đây, có nút màu xanh đây các bạn nhé. Các bạn nhấn vào nút màu xanh này. Nếu mà lúc màu xanh, các bạn quay ra màn hình bên ngoài này, nhập phím đồng khẩu cần thiết, chúng ta đổi là 1 2 3 4 5 6 ạ. 1 2 3 4 5 6 ạ. Các bạn nhấn phím thăng ạ. Ok ạ. Khi màn hình tắt thì ta bắt đầu nhập phím thăng. 1 2 3 4 5 6 ạ. Kết thúc bằng phím thăng các bạn nhé. Open là ta đã đổi mật khẩu thành công các bạn nhé. Đây là mặt máy điện tử ạ. Trên mặt đồng hồ là có báo pin ạ. 3 vạch là pin khỏe ạ. Và 2 vạch là pin yếu các bạn nhé. 1 vạch là pin sắp hết ạ. Ta có thể thay pin, các bạn mở lắp bên ngoài đây ạ. Mở lắp này ra. Các bạn có thể tháo pin ra. Đây ạ, thay pin, nếu mà hết pin ta có thể thay pin luôn. Thực tiếp luôn ạ, rất là dễ đúng không ạ. Bên trong này là có một ổ khóa để khẩn cấp nha các bạn nhé. Đây là chìa khóa khẩn cấp ạ. Ví dụ các bạn quên mật khẩu thì các bạn có thể đóng khóa khẩn cấp này vào luôn. Các bạn bắt ngược chiếc đồng hồ. Sau đó ta xoáy chìa khóa tổng thay chiếc đồng hồ ạ. Mở két ra đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Để liên hệ các bạn gọi đến hotline 0914 38301. Hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web kết sắt kết bạc chính hãng.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.